cái bài học cực kỳ quan trọng và nó quyết định cái thành quả của đời của mình. Đó là dù trong những cái lúc đen tối nhất, trong những cái lúc khó khăn nhất, trong những cái lúc nghịch cảnh, trong những cái lúc vô vàn khó khăn, phải đối diện với rất là nhiều những cái thách thức trong cuộc sống này, không bao giờ được chết ước mơ, không bao giờ được từ bỏ ước mơ. Đấy, và hãy nuôi dưỡng cái ước mơ đó, nuôi dưỡng cái khát vọng đó, càng khó khăn bao nhiêu, càng bế tắc bao nhiêu thì ước mơ nó lại càng phải lớn bấy nhiêu, càng phải đau đớn về nó, sống với nó, đắm chìm với nó. Thì kiểu gì thì kiểu, chắc chắn những cái sự thuận duyên nó đến, chắc chắn những cái nguồn lực nó đến. Bởi vì vũ trụ không bao giờ từ chối một cái con người mà dám dấn thân, dám sống chết với ước mơ của mình. Và đây là một cái bài học cực kỳ quan trọng. Tôi đã trải qua những cái giai đoạn cực kỳ khó khăn, những cái lúc mà âm rất là nhiều tiền bạc, những cái lúc mà bị lừa không còn một cái đồng nào cả, những cái lúc mà sức ép từ cái cuộc sống cơm áo gạo tiền của vợ, rồi cái sức ép của đội nhóm, những người không những không mình không có tiền mà những cái người đồng hành của mình không có tiền, không những không có tiền mà lại cùng nhau âm rất là nặng. Nhưng mà ước mơ của tôi lại càng ngày càng lớn. Và chính vì vậy mà nuôi dưỡng ước mơ, nuôi dưỡng khát vọng vô cùng quan trọng, và hãy chiến đấu đến cùng. Dù phải mất 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, nhưng tôi tin chắc nếu mà mình sống với nó, sống chết với nó, chiến đấu với nó, thì kiểu gì thì kiểu, bạn cũng sẽ thực hiện được ước mơ của mình.